chào quý vị ngày hôm nay ngọc nhi muốn giới thiệu quý vị cái sản phẩm siêu cream đã được hoàn toàn bào chế theo công thức hiện đại nhất quý vị biết không hầu như là cái siêu cream là cái kem lụa của Vimo đó là khoảng 8 năm rồi quý vị khách hàng rất là thích thì ngày hôm nay đó là một lần nữa ngọc nhi thông báo quý vị rằng là cái siêu cream đã được thay đổi thêm những cái chất rất là tuyệt vời Quý vị biết không, thật sự ra đó là gần như là 7-8 tháng trời nay Chúng tôi um, thay đổi cái chất trong cái siêu cream đó trên 10 lần quý vị Cho đến ngày hôm nay đó là mấy hoàn thiện một cái sản phẩm siêu cream hoàn toàn Thêm rất là nhiều chất và rất là tốt um, Thường quý vị thấy đó là cứ vài năm một lần là công ty Biomega lại đổi thêm chất vào cái sản phẩm cũ. Là cái lý do như vậy nè. quý vị thấy cái thị trường về mỹ phẩm và về thuốc đó càng ngày nó càng tiến bộ. FDA Hoa Kỳ càng ngày càng approve thêm những cái chất mà nó đã thí nghiệm, xét nghiệm nhiều lần để giúp được cái làn da và sức khỏe của quý vị. Cho nên á, để rượt kịp cái đà tiến bộ khoa học là một vấn đề rất là khó khăn nhưng Bill Moore đã làm được. thì thưa quý vị, cái sản phẩm siêu cream ngày hôm nay đó, quý vị nhìn bên ngoài nó không khác gì hết với cái sản phẩm cũ. nhưng ở bên trong đó là chúng tôi thêm rất là nhiều chất. thứ nhất đó là cái độ nhớt của nó ngày xưa đó quý vị đánh cái tay lên xuống cái cream, quý vị thấy là nó có cái từng dây từng dây đó, nó rất là tốt. nhưng cũng một số khách hàng nói rằng là cái chất nhớt này nó hơi nhiều cho nên khi trang điểm nó khó nó khó trang điểm vì vậy mà chúng tôi tiếp thu và tôn trọng những khách hàng chúng tôi làm cái độ nhất nó giảm lợi và đồng thời tăng thêm gần 10 chất trong đó nữa thì 10 chất đó là 10 chất gì Ngọc Nhi mời quý vị nhìn lên màn hình và xem những cái chất này nó tác dụng thế nào đến làn da quý vị nha quý vị ha rồi thứ nhất đó là Ngọc Nhi muốn nói đó là đầu tiên là cái chiết xuất từ cái lá lô hội nó gọi là cái aloe leaf juice. Đây là một cái chất mà nó làm sạch bụi và các cái chất dầu thừa trên da quý vị á, bóng bóng đó nó sẽ làm mất đi. Nó làm dịu da, mát da, nó kháng khuẩn cho da là không có bị nhiễm trùng da, không có bị mụn thêm và nó tái tạo da. Thứ nhì đó là hyaluronic là một cái thành phần chính tạo nên cái cấu trúc da. Nó giúp cái làn da quý vị mịn màng hơn, và ngoài ra cái chất hyaluronic này đó nó đóng cái vai trò trong quá trình chữa lành các vết thương trên da quý vị. Thành phần này đó trong da mình có nhưng mà nó giảm dần khi mình già đi thì nó khiến mặt mình chảy xệ và xuất hiện nhiều nếp nhăn. Vì vậy cái chất này nó vô đó nó làm quý vị là không có bị lão hóa da, nó ngậm nước cho da, nó làm lành vết thương bề mặt da, cải thiện nếp nhăn tăng đàn hồi cho da và hay nhất đó là các làn da bị mẩn đỏ hay cái gò má đỏ hoài đó nó sẽ hết rồi cái nữa là glycerin nè là tác dụng làm mềm da và cải thiện chức năng bảo vệ da và đặc tính cơ học của da cung cấp bảo vệ chống lại các chất kích thích ứng da dưỡng ẩm và làm lành bề mặt da nữa rồi tới squalene squalene á là dưỡng ẩm nè rồi chống oxy hóa nè rồi hỗ trợ điều trị mụn nè cái là trong cái cream này nó hỗ trợ điều trị mụn được quý vị đó rồi dầu từ cái hạt hoa hướng dương trong cái dầu hoa hướng dương này đó là nó một cái hàng rào giữ ẩm cho da cái dầu hoa hướng dương nó chứa rất là nhiều những cái chất axit linoleic được chứng minh có khả năng chống viêm và tạo cái hàng rào tự nhiên cho da để bảo vệ da và giữ ẩm cho da đồng thời cái dầu hoa hướng dương đó nó giúp quý vị trị mụn ha rồi trong quả hướng dương đó nó có vitamin A, vitamin D, vitamin C. Nó giúp quý vị một làn da khỏe mạnh mà chưa kể là dầu hoa hướng dương đó. Khi thấm thấu vào da đó, nó không gây tình trạng là tắc lỗ chân lông. Và đồng thời nó giảm cái tác hại tối đa của nắng mặt trời không gây trái da và ngăn ngừa cái da mình bị nám. Rồi nó cung cấp cái chất beta carotene. Trong cái dầu hoa hướng dương đó nó có có beta carotene để làm gì? để giúp da quý vị chống lại cái nắng, cái hấp nóng và ngăn chặn lão hóa sớm. Rồi kế nữa, trong cái siêu cream này nó lại có là sea butter, là một cái loại chất mà chiết xuất từ cái hạt bơ mỡ. Nó tác dụng chống oxy hóa, kháng khuẩn, lại ngừa mụn, lại tăng sinh collagen, thúc đẩy tái tạo tế bào. Đặc biệt đó, nó làm lành các vết thương của da mình. Rồi vitamin E nè, rồi B5 nè, có biết B5 là gì không? B5 là một cái chất mà nó giúp da mình luôn luôn ngậm nước để làm mềm da và giúp sản sinh tế bào mới, giúp phục hồi các làn da bị tổn thương vì mụn. Chất bọc di mê nhất là cái gì? Peptide complex plan là một cái chất axit amin một cái chuỗi dài của nó. Nó sản sinh với tác dụng chống lại và bảo vệ các loại protein cho da. Vì vậy đối với da đó quý vị, các protein này là thành phần cơ bản để liên kết collagen và cấu trúc làm cho da quý vị săn chắc, làm mờ nếp nhăn. Săn chắc da mặt, da mình sẽ sản xuất collagen ra nữa, ngừa lão quá và hay nhất các vết nhăn nó sẽ cạn rất là mau quý vị. Và làm da mình nó phơm lợi. Rồi lá trà xanh. Đây là một cái chất chuyết xuất từ cái lá trà xanh tươi nó giúp quý vị trẻ hóa làn da và hay nhất các làn da bị sỉn màu nè nó sẽ sáng và trắng rồi những người mà có làn da bị dầu đó quý vị bị da oily đó thì nó sẽ giảm dầu cho da bằng cái trà xanh này bởi vì các cái phân tử sinh học nó liên kết với các axit amin trong cơ thể thì tannin đó, là một hợp chất làm xe, xe khích tự nhiên lỗ chân lông đồng thời nó giảm điều tiết và sản xuất cái bã nhờn dầu và nó điều hòa lại cái mức độ tự nhiên của da làm sạch lỗ chân lông bị tắc nè đồng thời cái trà xanh này nó giúp lấy đi tế bào chết cho da và hay nhất là gì quý vị không là nó làm giảm bọng mắt và quần thâm mắt quý vị có thấy không rất là hay rồi lại thêm chất gì từ cái vỏ cam đó quý vị cái vỏ cam đó đó người ta chiết xuất nó ra nó làm cho cái da mình giảm các vết thâm đốm đen tàn nhang nám trên da quý vị bởi vì trong cái vỏ cam nó có cái vitamin c và e đây là hai cái thành phần quan trọng đồng thời nó kích thích cái da quý vị đàn hồi hơn và cải thiện các cái loại mụn mà viêm làm cho sẹo rồi một cái chất mà quý vị không ngờ nữa đó là tinh dầu xả chanh tinh dầu xả chanh trong cái cream này đó nó lại dưỡng da, chống lão quá, khả năng làm xe khít lỗ chân lông, làm tươi da, ngăn ngừa các loại mụn mà có tính làm nấm trên da quý vị đó. Thì tinh dầu sả chanh này đó, nó hay nhất là cải thiện làn da quý vị. Rồi cái vỏ của trái táo nữa nè, thấy không? Rồi siêu then nè, siêu then một chất chống lão quá, trắng da, điều màu, cải thiện tình trạng viêm nhiễm trên da. Rồi có một cái loại là cái cây rau má mình ăn đó quý vị Cái lá rau má đó nó có tác dụng giúp làm dịu da kháng khuẩn kháng viêm Ngăn ngừa các cái da bị sẹo và làm dưỡng ẩm rất là hiệu quả từ rau má Và cuối cùng là được chiết xuất từ rễ cây bồ công anh Trong cái rễ cây bồ công anh đó nó có chứa một chất gọi là beta carotin Một cái chất này đó là nó ngăn da quý vị không bị lão hóa Không bị tổn thương tế bào và giảm viêm da rễ bột ngăn đó quý vị nó còn tác dụng là ngăn cái tia nắng mặt trời tác dụng lên da quý vị thì quý vị thấy đó hàng chục chất nãy giờ hàng chục cái tinh chất mới hoàn toàn làm từ thiên nhiên, từ cây cỏ không thì thưa quý vị chúng tôi đã làm thành công cái sản phẩm siêu cream mới này thì quý vị mua về đó quý vị sẽ thấy lạ là sao nó không có nhớ như ngày xưa là bởi vì chúng tôi giảm tối đa cái độ nhớt của nó Để làm cho cái da mình nó dễ trang điểm hơn Và đồng thời nó thêm gần 10 chất mới nữa Thì 10 chất mới đó đó là nó tác dụng như thế nào? Tất cả đều làm trẻ hóa da Làm tươi da Trị mụn luôn nữa nha Rồi ngăn người dầu lên da nè Kích lỗ chân lông nè Rồi ngậm nước cho da nè Trắng da nè trị nám, trị tàn nhang nè và làm dưỡng ẩm sâu cho da. Có nghĩa rằng trong một cái hũ này nó có trên 10 cái thành phần tất cả từ thiên nhiên hết để làm gì? Để giúp cái da quý vị trẻ hóa, tươi lên, tái tạo da mà toàn bộ là bằng những cái chất từ thiên nhiên mà mình có thể mình ăn được vào người mình giống như lá trà xanh hay là lô hội hay là cam thôi thấy không rất là thành công khi sản xuất ra sản phẩm này chúng tôi rất là vui thì cái giá vẫn là 60 đồng thì nếu quý vị nào mà từng dùng siêu cream rồi quý vị đã yêu thương nó nhiều năm nay rồi thì bây giờ quý vị sẽ yêu thương hơn nữa bởi vì cái siêu cream cũ đó nó chỉ có hình như là 6 chất thôi à còn cái này nó có trên 10 chất mà 10 chất đó đó là tất cả đều đã được nghiên cứu kỹ và được sự chấp thuận của FDA và cho vào trong cái kem này cho nên chúng tôi làm đi làm lại làm đi làm lại gần gần 10 tháng trời mới làm để được nó đó quý vị thì quý vị hãy gọi vào ngay 18889337624 để được nhận cái hũ cream là siêu cream mới hoàn toàn các chất để tái tạo trẻ hóa và chữa trị cái làn da quý vị bị tàn nhang nám đồi mồi lỗ chân lông to và da bị dầu nhờn da bị mụn làm lại là liền sẹo mụn ngăn chặn mụn lây lan luôn quý vị đó thì khi quý vị gọi vào con center đó quý vị nên hỏi rõ các chất và nhân viên sẽ tường từ tường, tường tận đọc cho quý vị nghe cái bản thành phần các chất gì để mà quý vị yên tâm mua hoặc các cháu nhân viên hay là các em nhân viên sẽ thách cho quý vị cái bản thành phần để quý vị yên tâm Ngọc như rất là cảm ơn quý vị. Hẹn quý vị vào chương trình tới. Cũng vào giờ này, kính chúc quý vị một ngày thật vui bên gia đình và người thân. Xin kính chào quý vị.